Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai tổ chức thành công đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Huyện Văn Bàn nỗ lực cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hiện đại, hướng đến sự hài lòng của nhân dân. Niềm vui của em Nguyễn Việt Hoàng khi giành huy chương vàng cuộc thi Olympic quốc tế về khoa học, toán học và tiếng Anh ASMO năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 12, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai đã long trọng khai mạc đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai, đồng chí Giàng Mạnh Nhà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tham dự đại hội còn có đại diện các ban thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo một số tỉnh bạn, cùng toàn thể hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lào Cai. Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua cùng với báo chí cả nước, những người làm báo tỉnh Lào Cai luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Đến nay toàn tỉnh có 185 người đang làm việc trong các cơ quan báo chí là báo Lào Cai, đài phát thanh truyền hình Lào Cai, tạp chí Phan Xipang và văn phòng hội nhà báo. Trong đó đã có 155 người được Hội Nhà báo Việt Nam cấp thẻ hội viên. Bên cạnh đó còn hàng trăm cộng tác viên, thông tin viên tham gia viết bài, cung cấp thông tin, nhân viên kỹ thuật in, phát hành báo chí. 5 năm qua, báo chí tỉnh Lào Cai và các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn đã tập trung tuyên truyền các nội dung quan trọng như việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền về các thành tựu nổi bật của Lào Cai trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Đặc biệt, báo chí Lào Cai không chỉ phản ánh một chiều, mà không ít nhà báo đã sẵn sàng xông pha vào các điểm nóng, khai thác các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân để phản ánh, truyền tải thông tin kịp thời, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của Hội Nhà báo tỉnh, của các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan phóng viên thường trú Trung ương tại Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, hoạt động báo chí trên địa bàn vẫn còn những khó khăn tồn tại hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Chính vì vậy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn cần quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức cho cán bộ hội viên. Tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các cái chủ trương, đường lối chính sách của Trung ương, của cấp ủy các cấp trong thời điểm hiện nay là để chúng ta, một là phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà đại hội đảng các cấp đã đề ra của nhiệm kỳ 2015-2020. Cái thứ hai là chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và tiến tới là đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16. Trong lĩnh vực nào cũng cần đến công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, rồi thì đóng góp mà cái vai trò dân chủ trong xã hội đóng góp cho đại hội rất quan trọng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh cũng yêu cầu báo chí Lào Cai cần thường xuyên lắng nghe ý kiến, góp ý, phê bình của bạn đọc, bạn nghe đài và xem truyền hình, đồng thời chủ động sáng tạo trong hoạt động chuyên môn theo hướng làm báo hiện đại, thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức cho hội viên và đội ngũ làm báo. Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã thống nhất bầu 7 đồng chí tham gia Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa 6 đã bầu đồng chí Vũ Hồng Dũng, quyền giám đốc Đài phát thanh truyền hình Lào Cai, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 4 đồng chí.
Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 4 tháng 12, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh nhằm kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng chủ yếu trong thời gian tới. Cùng tham dự có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Ngoại vụ nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan đầu mối chủ trì tham mưu thực hiện đề án số 14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 về mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, Sở Ngoại vụ đã chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ công tác đối ngoại, quản lý biên giới, lãnh thổ đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế được tăng cường mở rộng và đi vào chiều sâu. Hoạt động hợp tác xúc tiến đầu tư, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thương mại, quản lý biên giới, an ninh hải quan, quản lý khai thác cửa khẩu, du lịch, giáo dục đào tạo được đẩy mạnh, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, chủ quyền an ninh biên giới lãnh thổ. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở Ngoại vụ đã đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức bộ máy biên chế làm công tác đối ngoại, phương tiện, điều kiện làm việc nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đối ngoại, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, công tác đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng và luôn phải đi trước một bước. Với tinh thần đó, ngành ngoại vụ cần tiếp tục đổi mới, vận dụng linh hoạt các chủ trương chính sách và các quy định để tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực. Trọng tâm là triển khai nội dung biên bản hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Việt Nam với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Trung Quốc, chuẩn bị các điều kiện để tiến hành ký kết thỏa thuận khung hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và vùng Nouvelle Aquitaine Cộng hòa Pháp giai đoạn 2020-2022, thúc đẩy chương trình hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh Brest Cộng hòa Belarus, các hoạt động trong biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Lào Cai và thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc, hợp tác với các tỉnh Bắc Lào. Về quản lý ngành, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Ngoại vụ quan tâm tới công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ theo hướng chuyên nghiệp, tạo niềm tin, điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ, nhân viên, thực hiện phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngoại vụ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản đồng ý với những kiến nghị đề xuất của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành ngoại vụ và đề nghị các sở, ngành ủng hộ, tạo điều kiện phối hợp cùng Sở Ngoại vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và quản lý biên giới trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 12. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2019, kế hoạch năm 2020. Báo cáo tiếp thu giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10. Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm từ trước kỳ họp thứ 2 đến sau kỳ họp thứ 8. Kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng một số báo cáo tờ trình. Phiên giải trình, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc sẽ diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 12. Kỳ họp cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy trình. Dự kiến kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 sẽ thông qua 27 nghị quyết. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc, phiên chất vấn và bế mạc kỳ họp trên sóng phát thanh FM tần số 97 MHz và trên sóng truyền hình Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Tiếp theo chương trình là một số nội dung quan trọng khác. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019, 75 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019, 70 năm Ngày Thành lập Đảng bộ Quân sự tỉnh 25 tháng 12 năm 1949, 25 tháng 12 năm 2019, ngày 3 tháng 12 năm 2019, tại thôn Thâm Vòng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai
đã long trọng tổ chức lễ dâng hương, báo cáo thành tích tại nhà bia tưởng niệm nơi thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai. Năm 2019, nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương, đồng hành cùng các cuộc vận động của các cấp, các ngành đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền biên giới quốc gia. Chất lượng huấn luyện các cuộc diễn tập, luyện tập tiếp tục được đổi mới và nâng cao. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có chuyển biến vững chắc. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đóng góp hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng. Xây dựng 4 căn nhà đồng đội, giúp địa phương trên 2.500 ngày công lao động và gần 1 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong phương án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sapa để thành lập thị xã Sapa, sẽ tiến hành chỉnh địa giới hành chính 14 xã của huyện Sapa có địa giới hành chính giáp danh để sáp nhập thành 7 xã và đổi tên mới, cụ thể như sau. Sáp nhập toàn bộ 56,52 km2 diện tích tự nhiên và dân số 2.662 người của xã Bản Quang và toàn bộ 24 km2 diện tích tự nhiên và dân số 3.428 người của xã Tả Giang Phìn để thành lập xã mới lấy tên là xã Ngũ Chỉ Sơn. Sau khi sáp nhập và thành lập mới, xã Ngũ Chỉ Sơn có 80,52 km2 diện tích tự nhiên và dân số 6.090 người. Sáp nhập toàn bộ 21,68 km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.885 người của xã Thành Kim và toàn bộ 30,68 km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.964 người của xã Bản Phùng để thành lập xã mới lấy tên là xã Thanh Bình. Sau khi sáp nhập và thành lập mới, xã Thanh Bình có 52,36 km2 diện tích tự nhiên và dân số là 3.849 người. Sáp nhập toàn bộ 20,27 km2 diện tích tự nhiên và dân số 2.340 người của xã Thành Phú và toàn bộ 29,81 km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.990 người của xã Suối Thầu để thành lập xã mới lấy tên là Mường Bo. Sau khi sáp nhập và thành lập mới, xã Mường Bo có 50,08 km2 diện tích tự nhiên và dân số là 4.330 người. Sáp nhập toàn bộ 24,82 km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.907 người của xã Nậm Xài và toàn bộ 71,81 km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.647 người của xã Nậm Cang để thành lập xã mới lấy tên là xã Liên Minh. Sau khi sáp nhập và thành lập mới, xã Liên Minh có 96,63 km diện tích tự nhiên và dân số là 3.554 người. Sáp nhập toàn bộ 8,81 km2 diện tích tự nhiên và dân số 2.932 người của xã Hầu Thảo và toàn bộ 9,31 km diện tích tự nhiên và dân số là 2.412 người của xã Sử Bán để thành lập xã mới lấy tên là xã Mường Hoa. Sau khi sáp nhập và thành lập mới, xã Mường Hoa có 18,12 km2 diện tích tự nhiên và dân số là 5.344 người. Điều chỉnh 11,1 km2 diện tích tự nhiên và dân số là 1.225 người của xã Sapa về xã Trung Trải quản lý. Sau khi điều chỉnh và mở rộng, xã Trung Trải có 50,04 km2 diện tích tự nhiên và dân số là 5.086 người. Diện tích và dân số còn lại của xã Sapa sẽ điều chỉnh về thị trấn Sapa để thành lập các phường. Điều chỉnh 21,87 km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.970 người của xã Lào Trải với 47,16 km2 diện tích tự nhiên và dân số là 3.349 người của xã San Sả Hồ để thành lập xã mới lấy tên là xã Hoàng Liên. Sau khi điều chỉnh và thành lập mới, xã Hoàng Liên có 69,03 km2 diện tích tự nhiên và dân số là 5.319 người. Thưa quý vị, với phương châm đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách về thủ tục, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, huyện Văn Bàn đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hướng tới sự hài lòng của người dân doanh nghiệp. Hôm nay bà Nguyễn Thị Tươi, thôn Độc Lập, đến bộ phận một cửa xã Khánh Yên Hạ để làm thủ tục liên quan đến việc đổi dân tộc theo họ mẹ.
Tại đây, bà đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ tư pháp hộ tịch. Tôi muốn đổi sang dân tộc giấy cho cháu, thì hỏi các cháu xem là cái thủ tục đấy có rườm rà lắm không, có được phép đổi hay không. Thì bên tư pháp có trả lời là có, bà vẫn đổi được, chỉ cần mang một quyển hộ khẩu này với giấy bản khai sinh gốc ra là chúng cháu sẽ làm cho bà với thời gian nhanh nhất. Đấy là ý kiến của các cháu trả lời. Thì đối với những cái câu trả lời như này thì tôi rất là thoải mái. Là địa phương có dân số đông nên trung bình mỗi ngày các cán bộ tại bộ phận một cửa của xã Dương Quỳ đón tiếp từ 30 đến 40 lượt người dân đến giao dịch. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, những cán bộ phụ trách tại bộ phận một cửa luôn có mặt đúng giờ, trực tiếp hướng dẫn, giải thích giúp bà con. Người dân mà ở trên địa bàn xã ấy, thì đa phần là họ đều là nông dân, thì thường thường là khi đến làm thủ tục đều là tranh thủ cả. Đấy, nên là khi đến làm cái thủ tục chứng thực thì bên bộ phận một cửa sẽ tạo điều kiện là sẽ làm thủ tục hồ sơ là nhập xong rồi thì sẽ trả kết quả trong ngày luôn, trong ngày luôn cho người dân. Với phương châm đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách về thủ tục, huyện Văn Bàn đã công bố chuẩn hóa 318 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện, 141 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã. Theo thống kê của Phòng Nội vụ, trong 9 tháng năm 2019, bộ phận một cửa cấp huyện, xã trên địa bàn đã giải quyết gần 13.000 hồ sơ, đảm bảo thời gian quy định. Công tác giám sát, đánh giá đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước cũng được thực hiện nghiêm túc. Riêng tại cấp xã, Ủy ban Nhân dân huyện vẫn duy trì thêm hình thức đánh giá thông qua phiếu điều tra in 3 màu, có hình mặt người, thể hiện rõ thái độ rất hài lòng và không hài lòng. Kết quả điều tra đo lường sự hài lòng của tổ chức công dân tại bộ phận một cửa cấp xã trong 9 tháng năm 2019 cho thấy, trong số 2.069 lượt người tham gia đánh giá, phiếu rất hài lòng là 1.730, hài lòng là 354, chỉ có 12 phiếu không hài lòng. Huyện Văn Bàn đã lựa chọn hai nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt để triển khai thực hiện trong năm 2019 này, đó là cải cách tổ chức bộ máy và cải cách thủ tục hành chính. Và với mục tiêu đó là nhằm tinh giản cái tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong cái thời điểm này. Và báo cáo chí là với mục tiêu hết sức quan trọng nữa, đó là sẽ cắt giảm cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính và từng bước là đề xuất với lại chính phủ cũng như là với lại nhà nước sẽ từng bước loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, thực tế là không cần thiết đối với lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của hành chính công. Con số trên 95% người dân bày tỏ sự hài lòng khi có giao dịch với cơ quan công quyền cho thấy cải cách thủ tục hành chính của huyện Văn Bàn đã có những chuyển biến tích cực. Đây là thước đo, đồng thời cũng là động lực để Văn Bàn tiếp tục chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ. Trong tháng 11 và 12 năm 2019, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai đã tổ chức 16 lớp tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá cho nhân viên các nhà hàng, khách sạn, giáo viên, cán bộ y tế cơ sở và công an về các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan. Nội dung của các lớp tập huấn nhằm phổ biến về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn các bước xây dựng môi trường không khói thuốc, phổ biến về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc trong trường học, tổ chức truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các phương pháp cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng, các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan, Nghị định số 176 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nằm trong các hoạt động truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2019, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng đã triển khai sản xuất các loại tài liệu truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá, thực hiện giám sát tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương và nghiên cứu xây dựng mô hình điểm môi trường không khói thuốc tại thành phố Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, vừa qua em Nguyễn Việt Hoàng, học sinh lớp 7B, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai đã vinh dự đạt huy chương vàng cuộc thi ASMO 2019 tại Trung Quốc. Ngay sau khi về nước, Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đã tổ chức đón em Nguyễn Việt Hoàng. Tại cuộc thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh ASMO 2019 diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2019 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và giải nhất đồng đội môn toán.
Trong đó, em Nguyễn Việt Hoàng, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai, đạt điểm tối đa 100 trên 100 ở môn toán, đạt huy chương vàng. Khi thi cuộc thi này, em đã gặp khó khăn về múi giờ, về thời tiết. Múi giờ chưa về. Nhưng em đã khắc phục để có thành tích, để mang lại vinh dự cho nhà trường. Em rất tự hào và vinh dự khi đã mang lại thành tích cho trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai và cho đất nước. Và em sẽ cố gắng hơn nữa để khẳng định mình trên trường quốc tế. Tham dự ASMO 2019, các thí sinh tranh tài ở hai môn thi là toán và khoa học phải trải qua hai bài thi, gồm một bài thi cá nhân và một bài thi đồng đội. Các câu hỏi trong đề thi mang tính hàn lâm và thực tế cao, thuộc tầm cỡ của cuộc thi Olympic quốc tế lớn trên thế giới. Kết quả đạt huy chương vàng, xếp hạng nhất toàn đoàn của Nguyễn Việt Hoàng, một lần nữa khẳng định chất lượng của học sinh Lào Cai nói riêng, Việt Nam nói chung. Mặc dù mới là học sinh lớp 7 nhưng em đã tỏ ra rất có bản lĩnh và tự tin trong các kỳ thi chinh phục đỉnh cao và được tiếp xúc với các thầy cô trong ban tổ chức tại sân bay quốc tế Nội Bài, thì các thầy cô đã đánh giá rất cao cái năng lực của Hoàng và khẳng định cái thành tích của Hoàng đã góp phần nên làm nên thành công lớn của đoàn Việt Nam trong cái kỳ thi lần này, và nhà trường rất là tự hào về em. Kỳ thi Olympic quốc tế khoa học và toán ASMO là kỳ thi đánh giá năng lực khoa học, toán và tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông do ban tổ chức ASMO quốc tế điều hành. Kỳ thi được tổ chức thường niên tại nhiều nước trên thế giới, bao gồm các nước như Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Brunei. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự ASMO và đạt nhất toàn đoàn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.